Đặc biệt hôm nay là gạo ông Địa, gạo ba cô gái là giảm giá là 44 đồng cho 50 phao. Thường là 60 đồng cho 50 phao á các bạn. Còn nước mắm ba con cua, nước mắm Phú Quốc á là giảm nửa giá, còn 5 đồng một chai đó các bạn. Chợ bán rất nhiều mặt hàng rau củ cải tươi ngon lắm. Dung mời cô chú anh chị và các bạn đi cùng với Dung nha. Hello Dung, chào cô chú anh chị và các bạn. Cũng đã lâu lắm rồi Dung mới đến với khu ở San Jose, miền Bắc California này các bạn. Chợ này do người Việt Nam làm chủ, bán trái cây, rau, nhiều sản phẩm tươi lắm. Giờ Dung mời cô chú anh chị và các bạn đi cùng với Dung vào bên trong nha. Nguyên một hàng gạo luôn, hôm nay gạo mà ông Địa có sale này. Giờ còn 43 đồng 950 phao đó các bạn. Gạo ba cô gái này còn có sale này 43 đồng chín nè. Lạp xưởng mai vớ lộ thịt heo á các bạn này 9 đồng 49 là một bì này đây các bạn. Bên đây có hồng đầu mùa. Wow, hồng đầu mùa này 4 đồng 66 và 6 cái. Wow, ngon quá. Em lấy sầu riêng rồi, ngon quá. Hồng đầu mùa. Bên đây là mít nè, quá trời luôn. Hôm nay rẻ, hôm nay 89 cent một phao. Apple. This one you have to lean up there, man. Dưa leo 1 đồng 69. Con mướp cà phím no ngon luôn nè, 99 cent một phao này. Wow, quá trời ngon luôn nè. Cũng cho mua dài sáng tươi ngon luôn này các bạn. Chỗ này nó bán tươi và rẻ ngon. Bao nhiêu cũng phao ta, 1 đồng 29 sen phao leo. Như leo này giòn ngon lắm này các bạn. Cà tô mát 1 đồng 99 sen một phao. Cái cây này các bạn, cái cây là mát cát bê luôn này, 1 đồng 99 sen một phao, 1 đồng 49 sen một phao. Bể này các bạn. Wow. 2 đồng 49 xu một phao này. Khôi bể, khôi mè. Bí đỏ. Wow, đủ đủ thôi đã luôn nè. 1 đồng 19 xu một phao. Cái nào cái nói là mập uống luôn. Cái nào cũng muốn mua luôn. Wow, cái này mơ luôn các bạn ơi. Bột đem súp gà 10 đồng mà 99 cent các bạn. Dùng ra ghé hòn thịt đó, dùng mua ốc thịt đó. Rồi nấu canh, xào, kho mạnh rồi các bạn. Hello, hello. Hello, hello. Bên đây là hàng thịt bò. Đuôi bò. Đuôi bò người ta làm nhỏ 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 như này ngon đó các bạn ơi. Dung thích chợ này á, người ta làm nhỏ nhỏ vậy á, người ta bán dở mua 14 đồng 19 sen. Thịt bò này, bò bắp này nhỏ nhỏ ngon như vậy. Bò bắp nhỏ này 10 đồng 64 này. Bên này là thịt heo đùi, thịt heo ba chỉ. Người ta cắt sẵn nhỏ nhỏ, miếng nhỏ nhỏ như này các bạn. 8 đồng 39 cent này, 3 miếng này các bạn. Ngon quá ha. Còn bên này nè, bên này ba chỉ ngon quá luôn này.
này là 9 đồng 50 sen một miếng này các bạn. Đó. Và bán 5 đồng 29 sen một phao thịt ba rọi. Bên này là sườn non này các bạn. Một nhĩ này là 15 đồng 30 sen này các bạn. Mua về mình nấu canh súp đồ ngon lắm á. Gà 14 đồng với 9 sen con nè. Mình mua con gà. Chú ơi cho con gà đi. Dạ gà mái. Gà mái ngon hơn là gà trống chú. Gà nào ngon hơn chú? Dạ con xào xả ớt. Dạ ngon ngon đi. Má qua chừng ngon quá đi. Em vừa 16 rồi phải không? Dạ. Em vừa 16 rồi phải. Dạ 14 mới ra 15 mà chưa có 16, 17. Mới ra 15. Dạ đánh nhiều. Dạ còn quách chứ còn không có nhiều. Cái này 14 là hơn ngàn. Là bao nhiêu tiền? Hơn ngàn đô á. Là con cũng mới còn ngàn mới. Hơn ngàn mới á, ngàn 2 á. 2 là cái áo thế luôn rồi. Dạ chiếc ngựa đó. Dạ chứ bữa nay là 14 là bao nhiêu? Hôm nay là ra 15 rồi. Và cái rồ chắc ngàn rưỡi á. Tăng 14 kìa, hiện trời 14 giá bao nhiêu? Hiện bây giờ hả? Hiện giờ chắc rẻ hơn, rẻ chắc cỡ hơn. Con cũng biết là chắc cỡ ngàn 2, ngàn 3. Con nhập mới cũng ngàn 2 và trời ngàn 2 hả? Rẻ hơn ngưỡng trăm thôi. Riêng một dãy đây là có thịt. Ở đâu cái này? Dạ, em ở Richmond. Ở bên vậy? Dạ, ở đó, tới đây phía hồ ở. Phía hồ à? Dạ. Cái đi qua đường máy phía hồ thấy. Dạ. Qua đường máy tiếng. Cái này nhắc ngoài cũng nhiều lắm á mà hồi giờ em không có để. Hello anh, đánh nè. Nhiều anh. Gá này. Gá ba sa. Đủ rồi, gá sai mình. Ra làm kỹ lưỡi, bó trong bọc này hết luôn. Sạch sẽ kỹ lưỡi luôn. Bên đây gá quá trời luôn này. Cá chim là 6 đồng 9 cent phao này. Tươi luôn ha. Có cá hố luôn, cá hố tươi ngon luôn nè. Mua con cá hố bự luôn không? 4 đồng 9 phao. Các bạn quá trời cá sang mình là tươi ngon luôn ha. 7 đồng mấy miếng này. 17 đồng. 17 đồng và 75. Cá sang mình bơ luôn. Đẹp lắm luôn. Ồ, cái này là cá biển này. Cái này cá biển ngon này. Cái này là cá biển này. Cá nhiều không? Cá biển là 7 đồng 99. Cá nuôi là rẻ hơn cá biển. À, chú ơi em lấy cái này á. Cái này hôm nay sale hả? Chắc cuốn con. Dạ, cắt lát móng móng thì con hơn. 7 đồng 99 xem một phao á. Thường là chúng nói là 10 đồng và 99 một phao. Và bây giờ là 7 đồng 99 một phao. Cá xanh mình này là hơi biến á. Dạ, cắt da chói thì con. Dạ. Cái này là cái gì chú? Cắt phít. Cái này là cắt phít. Cắt phít là 9 đồng 48 cent là một dĩ này hả các bạn? Mình tới mình mua cá là cá thịt là được. Cá thịt đông luôn nữa. 23 đồng 81. Ra lắp đắt này 23 đồng 81 này. Khá từ nhà Dung đến chợ này là 1 tiếng đồng hồ. Lâu lâu ở Dung mới đi chợ. Dạ dạ. Để Dung xin chút xíu đá cho bỏ vào. Bán chiều. Tiếng hồ bán nhà. Đi xa là mình mua cá. Cho mình xin chút xíu đá mình bỏ vô các bạn. Tại vì tới nhà là cá nó không có bị hư. Lâu quá thì Dung đi tới chợ này. Còn bên này này. Bên này hào quá trời ngon luôn. Ốc hào 1 đồng 49 cent một con nè. 1 đồng 49 cent một con đó các bạn. Bên đây là hào. Bên đây là ốc mình bán lăn lên. Ốc này là bán phao 5 đồng 49 cent phao. Wow, ốc tươi sống luôn nha các bạn. Giờ mua về xào ớt và bơ luôn.
review vậy là nước ngọt rồi các bạn, đủ loại thứ hết luôn. Bên này là cà phê, cà phê là 3 đồng 99 cent một bịch. Nhưng mà đi mua gạo mấy lần cuối cùng đi có xem thế này. Hôm nay gặp cô Trung Nguyên có xem thế này các bạn. Từ 7 đồng 99 và bữa nay là 13 đồng 99. Em bận em nó có đúng à? Mỗi người mua được 5 bịch á. Hôm nay có sale cà phê Trung Nguyên. Thì giờ thì giờ là đang được ôm 2 đồng 99 mà giờ còn 1 đồng 89. Cái gì sale là giờ đang sale thì phải chưa. Ồ, nước mắm ta vừa mua nè, 4 đồng 99 cent một chai. Ồ, rẻ quá, mình mua nguyên thùng đi. Mua nguyên thùng nước mắm. Mình mua nguyên thùng đó, chứ mình nói bạn làm rồi lấy nguyên thùng á. Nước mắm khô quá, cộng 4 đồng 99 một chai, nước mắm hoa ban khô rồi. Em muốn lấy một thùng nước mắm Phú Quốc á, mình lấy cách nào vậy? Mà cái gì người ta lấy cho. Ồ vậy hả? Vậy là em ra bánh xe rồi như lấy. Ồ. Hôm nay sale quá chị ha. Ồ, chút xíu nữa ra mình lấy. Mắm Phú Quốc. Rẻ quá, ở chỗ Dương á là bán là gần $8. Hôm nay là chợ này sale một nửa giá luôn á, rẻ. Half price. Bạn nào ở gần đây á thì ghé ra mua. Hôm nay tại Dung đi xa ghé vô chúng mua luôn, mua nguyên thùng luôn. Tươi Việt Nam thường là 6 đồng 99 mà bữa nay còn là còn 3 đồng 99 các bạn ơi. Hôm nay cái này còn sale rẻ luôn này, 3 đồng 99. Chắc Dung mua 5 bịch luôn á. Theo một nửa giá luôn. Mà mỗi người mua được 5 bịch chứ không có mua nhiều. Mỗi người mua được 5 bịch. Thì giờ nó xe nhiều quá không biết chỗ nào bán vậy? Chợ Lion, khu Lion ở Sông Dơ. Tàn như nó xe không biết chỗ nào. Dạ, nãy vô ngồi bên ngồi nhưng nó nói qua rồi. Xe biết cái bán chỗ nào vậy? Ok, Lion, Sông Dơ. Dạ, Lion, Sông Dơ. Mỗi người mua được 5 bịch. Xe nửa giá. 3 đồng 99. Đúng rồi, tính tiền cho chị thùng nước mắm Phú Quốc nha kìa. Muốn lấy loại nào nó có cái loại. Phú Quốc. Phú Quốc. Dạ, nguyên thùng vậy đó. Dạ. Mình mua nguyên thùng mình có rẻ hơn không? Thì 4 đồng 9 mình dâng lên vậy thôi. Ồ, ok. Ok, thank you em. Cho chị một bao gạo, ba cô gái 50 phao, bữa nay nhiêu tiền em? 43 đồng 99. Dạ. Yeah. Ok. Ở cớ bên chợ có tiệm heo quay, vịt quay này các bạn. Wow, vịt quay vàng ơn luôn. Ở đây bao nhiêu con vịt quay vậy anh? 27 đồng. Heo quay bao nhiêu? Này heo quay này các bạn. Cho em 2 phao heo quay nha. Dạ. Bây giờ anh cắt heo quay này các bạn. Phao heo quay là 30 đồng rồi các bạn. Đóng hờ, quá trời đóng hồi luôn, thơm luôn. Dạ, còn hết nhiêu đó luôn được anh, bao nhiêu phao? 31 đồng 78. Dạ, đánh nhiêu anh? 2 phao luôn. Anh kẹp gió giùm em luôn ha. Dạ. Các bạn coi anh chặt heo quay này các bạn. Bao nhiêu năm chặt heo quay này, mỗi khi đi xuống này là ghé tới tiệm heo quay của anh là mua. Ngon quá trời ngon luôn. Tại nó mất cái này, cái màn hình nó thấy không có rõ lắm nè. Tony, khỏe ơi.
Long Phụng 7 đồng phao. Cho em 7 phao đi. Dạ. Chả cá Long Phụng này là ngon lắm này các bạn ơi. Mỗi lần Dung đi tới đó là Dung mua. Thì bán đầy đủ luôn này. Bánh tét, chả lụa, xôi. Ngon quá. Bao nhiêu tiền vậy? 49 đồng. 49 đồng. Giờ Dung ghé tới tiệm Nam Giao bán chả lụa cũng ngon lắm các bạn. Bảy đồng coi phải không em? Dạ đúng rồi. Okay. Em bỏ giùm vô bình vậy chị. 7 đồng một cái chả lụa này các bạn. Chả lụa ở đây Dung ăn ngon lắm. Dạ rồi em cảm ơn chị. Rồi. Em kêu em gái xinh đẹp đều ok. Giờ là Dung cũng đi về nhà đó các bạn. Dung cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay cô